Hiệu ứng Dunning-Kruger là một thứ hết sức quen thuộc với diễn ngôn đại chúng. Nếu các bạn đã từng nghe những câu như kiểu bạn ngu đến nỗi, bạn không tự biết bạn ngu hay những người càng ngu thì lại càng tự tin lớn, thì đó chính là thứ đang được gán chung cho hiệu ứng này. I may be an idiot, but I'm not stupid. Những mẫu câu trên đã tồn tại từ lâu vì nó thật trực giác và có sẵn trong kinh nghiệm dân gian, chẳng hạn như là thành ngữ thủng rỗng kêu to. Nhưng nếu như trước đây nó chỉ là một thứ kiến thức không hoàn toàn đáng tin như bản chất của thành ngữ, tục ngữ vốn như vậy, thì nay đại chúng lại cho rằng nó vô cùng đáng tin và đã được chứng thực bởi các nhà khoa học. Trên mạng xã hội, hiệu ứng Dunning-Kruger thường vẫn được giải thích kèm đồ thị kiểu như vậy. Sở dĩ tôi nói kiểu như vậy bởi vì đồ thị đó được rất nhiều nguồn tự vẽ ra một cách tùy tiện. Chúng có điểm chung là hình núi đồi và chia làm 4 giai đoạn mang tên đỉnh núi ngu dốt, thung lũng tuyệt vọng, sườn dốc khai sáng và cuối cùng là cao nguyên bền vững. Vậy bản chất thực sự của hiệu ứng Dunning-Kruger này là gì? Liệu cách hiểu phổ biến của chúng ta xuất phát từ câu sườn dốc khai sáng, cao nguyên bền vững hay đỉnh núi ngu dốt, và quan trọng hơn cả là giới khoa học nhận định thế nào về hiệu ứng này? Hãy cùng Spyroom tìm hiểu trong video ngày hôm nay, một bài phân tích rất chi tiết đến từ cây viết Donat. Đầu tiên, trước khi bàn về tính xác thực cũng như là giá trị thực tế của khái niệm, chúng ta cần vạch trần một điều tồi tệ hơn. Đó là kể từ khi xuất hiện trong ngôn ngữ đại chúng, hiệu ứng Dunning-Kruger không những bị hiểu sai mà còn bị lôi ra làm công cụ sỉ nhục nhau. Hiệu ứng Dunning-Kruger không có 4 giai đoạn và không nói rằng kẻ ngốc tự tin hơn chuyên gia. Những cách hiểu sai và hậu họa tai hại trong đại chúng sẽ được chia sẻ ngay sau đây. Trong văn hóa đại chúng, hiệu ứng Dunning-Kruger nói rằng người hiểu biết nửa vời thì tự cho mình giỏi như chuyên gia và mang lòng tự tin còn cao hơn cả chuyên gia. Chỉ khi học hỏi thêm thì họ mới bớt tự tin, và ngay cả khi trở thành chuyên gia thật, họ cũng không tự tin được như hồi nửa vời nữa. Nói tóm lại, hiệu ứng đấy được lan truyền một cách lệch lạc như phản ánh trong ảnh dưới. Nó còn phản ánh chân thực hơn cả hành động hùng hồn nhét chữ vào miệng nhà khoa học nữa. Bên cạnh 4 giai đoạn và cách diễn giải như trên, nếu đại chúng cần dùng đến đồ thị minh họa thì nó chỉ có thể là đồ thị sau đây hoặc các dị bản tương tự như nó. Thảy ý tưởng trên đi sâu và ăn rộng vào văn hóa đại chúng đến mức nó hình thành các meme về hiệu ứng Dunning-Kruger như sau, và chúng ta đã biết các mức độ lan truyền của meme theo cấp số nhân, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng và tồi tệ hơn, đại chúng bắt đầu sử dụng những ý niệm sai lệch về hiệu ứng Dunning-Kruger để đồng nhất nó với sự ngu ngốc, và bước đi cuối cùng là sử dụng nó để sỉ nhục đối phương. Hiệu ứng Dunning-Kruger trở thành một câu chửi xéo thay cho câu bạn còn ngu lắm nhưng bạn không biết bạn ngu đâu. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hiểu đúng về hiệu ứng Dunning-Kruger? Sau đây là những ý niệm đúng đắn về hiệu ứng Dunning-Kruger theo khoa học. Yêu cầu tối thiểu để hiểu về hiệu ứng Dunning-Kruger là chúng ta phải đọc trực tiếp những gì mà Dunning và Kruger viết ra trong nghiên cứu khai sinh ra hiệu ứng này. Đó là nghiên cứu vô năng và vô tri về điều đó, cách mà những khó khăn trong việc nhận ra sự kém tài của bản thân dẫn đến hành động tự đánh giá cao mình quá mức, được công bố năm 1999. Nghiên cứu bắt đầu với ý tưởng rằng những người kém tài không nhận ra mình kém tài nên họ phải chịu một gánh nặng kép, đưa ra những quyết định tồi tệ và không nhận ra rằng quyết định đó là tồi tệ. Các nhà nghiên cứu đưa ra 4 dự đoán trước khi tổ chức nghiên cứu. Tôi đến đây để đi thẳng tới kết luận nếu bạn không muốn biết chi tiết cách thực hiện nghiên cứu. Dự đoán thứ nhất, người kém tài sẽ tự đánh giá năng lực và thành quả của bản thân cao hơn so với tiêu chuẩn khách quan. Dự đoán thứ hai, người kém tài thiếu kỹ năng siêu nhận thức hay là metacognition, nên họ thiếu khả năng nhận ra đâu là người tài, ngay cả khi họ được tận mắt nhìn thấy người tài. Dự đoán thứ ba, người kém tài thiếu khả năng nhận ra năng lực thực tế của bản thân, ngay cả khi họ có cơ hội được so sánh với người khác. Cụ thể, vì không nhận ra được tài năng của người khác nên họ không thể lấy đó làm thước đo cho năng lực thực tế của mình. Dự đoán thứ tư, người kém tài có thể thấy sự yếu kém của mình khi họ dần trở nên có tài hơn. Nhóm nghiên cứu làm rõ các dự đoán thông qua 4 nghiên cứu sau. Họ cho tình nguyện viên làm bài kiểm tra ở các lĩnh vực óc hài hước, tư duy logic, ngữ pháp tiếng Anh. Sau đó yêu cầu tình nguyện viên tự đánh giá năng lực và điểm số của bản thân trên thang đo phần trăm. Các nghiên cứu cụ thể được đề cập trong bài viết, nên nếu bạn tò mò hãy click ngay vào đường link bên dưới để tìm hiểu thêm nha. Kết quả là cả 4 dự đoán của nhóm nghiên cứu đều được chứng minh bằng 4 nghiên cứu. Họ kết luận rằng sự thiếu hụt kỹ năng siêu nhận thức hay là metacognition là nguyên nhân khiến người kém tài không nhận ra được đâu là kém tài và có tài, để từ đó cải thiện bản thân qua việc so sánh với người khác. Trong phần kết luận, các nhà nghiên cứu thận trọng lưu ý, chúng tôi không ngụ ý rằng con người luôn luôn không nhận ra thiếu sót của mình.
chúng tôi nghi ngờ việc nhiều độc giả dám đối đầu với Michael Jordan trong trận bóng 1-1, thách thức Eric Clapton trong một cuộc thi solo đàn guitar, tham gia cá cược giao hữu trong môn đánh golf với Tiger Woods. Chúng tôi cũng không ngụ ý rằng thiếu sót về siêu nhận thức ở những người kém tài là nguyên nhân duy nhất khiến cho họ đánh giá cao khả năng của mình. Nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận rằng có không ít yếu tố gây nhiễu cho nghiên cứu, đặc biệt là hiệu ứng trên trung bình và hồi quy về giá trị trung bình. Để giải thích ngắn gọn nhất thì hiệu ứng trên trung bình đề cập đến việc con người thường tự đánh giá bản thân cao hơn người khác. Còn về thuyết hồi quy về giá trị trung bình cho rằng các sự kiện hy hữu thường được theo sau bởi sự kiện bình thường và phổ biến hơn. Và theo thời gian, các kết quả này sẽ hồi quy tại điểm giá trị trung bình. Họ cũng thừa nhận rằng hiện tượng các nhóm 25% thứ 2 và thứ 3 chỉ đánh giá bản thân cao hơn một chút, khoảng 6 điểm phần trăm so với thực tế. Phân tích siêu nhận thức của họ không giải thích được điều này. Ngoài ra, hiệu ứng Dunning-Kruger chỉ áp dụng được vào các lĩnh vực mà kiến thức chuẩn dẫn đến năng lực cao, những lĩnh vực khác không đáp ứng được điều này thì không thể áp dụng. Chẳng hạn, các công việc đòi hỏi vận động thể chất, để lấy ví dụ nhé. Một vận động viên điền kinh biết rõ phải làm gì để chạy nhanh nhưng hạn chế về thể chất khiến kiến thức chuẩn không thể dẫn tới năng lực cao. Vậy thì đại chúng cần hiểu về hiệu ứng Dunning-Kruger như thế nào cho đúng? Sau khi đã trang bị kiến thức đầy đủ và đúng đắn, bây giờ chúng ta trở lại với những cách hiểu sai của đại chúng. Thứ nhất, toàn bộ nghiên cứu chỉ có 4 đồ thị như tôi đã cho thấy, do đó đồ thị đồi núi kia là sản phẩm ngụy tạo, kéo theo các giai đoạn và những tên gọi trong đó cũng là ngụy tạo. Tôi đã tìm được nguồn gốc của đồ thị ngụy tạo này. Nó xuất hiện lần đầu vào năm 2014 ở bài blog Lessons from Mount Stupid của blogger Joseph Paris. Bài viết đó của tác giả diễn sai hiệu ứng Dunning-Kruger. Từ cách hiểu sai đó, tác giả mới đưa ra 4 giai đoạn và đính kèm với đồ thị tự vẽ. Và rồi từ đồ thị này, với đặc điểm đầy drama và cách ví von sinh động của nó, đã rất được lòng đại chúng đến mức meme về hiệu ứng Dunning-Kruger ra đời kể từ đây. Sau đó thì nhiều nơi bắt chước theo để cho ra đời cái gọi là đồ thị chu kỳ bong bóng hay là hype cycle. Thứ hai, dẫn câu càng ngu thì càng tự tin, nghe thuận trực giác đến thế nào thì rốt cuộc vẫn không có chuyện hiệu ứng Dunning-Kruger hậu thuẫn cho nó. Trong nghiên cứu, nhóm người kém tài nhất tự đánh giá họ thấp hơn so với nhóm người có tài nhất trên thang đo phần trăm. Nói rằng họ tự tin hơn bản thân họ trong thực tế thì đúng, nhưng họ không hề tự tin hơn so với người tài giỏi. So với nhóm 25% thứ 2 và thứ 3 thì có lúc họ đánh giá cao hơn, lúc lại thấp hơn, tức là quá nhiều nhiễu nên không khẳng định được gì. Thậm chí, nghiên cứu cho thấy những người có tài nhất mới là người tự tin nhất và đánh giá mình được điểm cao nhất so với tất cả những nhóm người còn lại. Ngoài ra, phải quan tâm đến cộng đồng mà mỗi người được yêu cầu đánh giá với bản thân. Trong các thí nghiệm, các tình nguyện viên tự đánh giá họ với những người đồng đẳng chứ không phải với chuyên gia. Nếu một sinh viên làm bài thi trong một phòng toàn các giáo sư tiến sĩ thì chắc chắn tự đánh giá của anh ta sẽ rất khác. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý đến điều này trong kết luận. Do đó, người ngu luôn cho mình giỏi hơn chuyên gia, không hề có nghiên cứu hậu thuẫn nào, nên về cơ bản, nó là vô căn cứ. Thứ ba, điều kiện thí nghiệm trong nghiên cứu là các tình nguyện viên hoàn toàn không biết năng lực thực tế của họ, dù qua cách trực tiếp hay gián tiếp, nên các tự đánh giá của họ thường bị sai. Điều này không thể gặp trong đời thực, nơi chúng ta có điểm số, bằng cấp, ảnh hưởng xã hội để xếp hạng năng lực của mỗi người một cách chính xác tương đối. Hiệu ứng Dunning-Kruger không phải là cái đèn pin để mang ra thực tế soi những người ngu. Nó là một lời nhắc nhở chúng ta nên đề phòng với những lỗ hổng trong tâm trí của chính mình mà thôi. Nhưng thật ra tôi đồ rằng phàm những người ba hoa về 4 giai đoạn Dunning-Kruger thì thậm chí chưa từng biết siêu nhận thức là gì cả. Họ đơn giản là dùng mấy thuật ngữ khoa học để nói cho sang miệng, chứ nền tảng đằng sau câu nói đó chắc chỉ là mấy trang tin trôi nổi trên mạng. Nói cách khác là một đám ngụy trí thức. Thế nhưng, câu chuyện thú vị về hiệu ứng Dunning-Kruger vẫn chưa dừng lại ở đây. Hiệu ứng Dunning-Kruger có quá nhiều nhiễu và rất có thể là không thực sự có thật. Ban đầu bài viết này tôi chỉ định đọc PDF nghiên cứu gốc và diễn giải lại, thế là xong. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, tôi phát hiện ra quá nhiều nghiên cứu chỉ trích hiệu ứng Dunning-Kruger ngay từ những năm đầu nó mới được công bố. Và đến bây giờ, giới khoa học đã đồng thuận rằng nghiên cứu ấy có quá nhiều nhiễu đến mức các kết luận cũng không đáng tin. Hiệu ứng Dunning-Kruger do đó có thể coi là không có thực. Để một hiệu ứng tâm lý được gọi là có thật hay không, nó phải được tái tạo bằng cách ngẫu nhiên, chẳng hạn như là ngụy luận con bạc. Khi một đồng xu được tung vào mặt ngửa 30 lần liên tiếp, nếu yêu cầu con người đặt cược lần tung thứ 31, đa số sẽ cược vào mặt sấp vì chúng ta tin rằng tiếp tục vào ngửa là một sự ngẫu nhiên hiếm hoi đến mức không thể xảy ra ngoài đời thực được. Vậy thì mẫu của các biến thu về từ con người sẽ thiên vị cho mặt sấp. Trong khi đó, nếu thu thập từ máy tính sẽ là ngẫu nhiên ngửa và sấp.
vì thực tế rằng lần tung thứ 31 ấy, tỷ lệ ngửa hay sấp của đồng xu vẫn chỉ là 50%, cho dù trước đó có tung bao nhiêu lần đi chăng nữa. Hiệu ứng Dunning-Kruger thì ngược lại, vì các dữ liệu ngẫu nhiên cũng tái tạo được đồ thị Dunning-Kruger. Trong bài báo năm 2020, The Dunning-Kruger Effect is Probably Not Real, Jonathan Jerry kể lại rằng mình đã liên hệ với tiến sĩ Patrick E. McKnight, một nhà khoa học đến từ khoa tâm lý của Đại học George Mason, để thử dùng dữ liệu ngẫu nhiên và cuối cùng tạo ra được đồ thị rất giống với đồ thị Dunning-Kruger. Nó cụ thể là như sau. Trước đó còn có hai nghiên cứu năm 2017 và 2018 của Edward Neffer cũng cho kết quả tương tự, rằng nếu dùng máy tính tạo ra con số ngẫu nhiên thì kết quả cuối cùng vẫn cho ra đồ thị rất giống với đồ thị Dunning-Kruger. Một nghiên cứu vào năm 2001, tức là chỉ 2 năm sau khi nghiên cứu của Dunning và Kruger được công bố, Philip L. Ackerman cũng đưa ra nhận định và kết quả tương tự. Đồ thị của Ackerman trông như sau. Biết rằng hiệu ứng Dunning-Kruger bị nhiễu bởi rất nhiều yếu tố, năm 2020, hai nhà nghiên cứu là Kicknack và Jasinkowski tổ chức một thí nghiệm mới với phương pháp khác trên 929 tình nguyện viên và không tìm thấy bằng chứng ủng hộ cho hiệu ứng Dunning-Kruger. Nhóm tác giả nghiên cứu tuyên bố rằng mối quan hệ giữa trí thông minh được đo lường khách quan và trí thông minh tự đánh giá về cơ bản là hoàn toàn mang tính chất tuyến tính, tức trái ngược với giả thuyết của Dunning và Kruger. Họ đi đến kết luận rằng hiện tượng mà giả thuyết Dunning-Kruger miêu tả có thể đúng ở mức độ nào đó với một số kỹ năng, nhưng ảnh hưởng của hiệu ứng ấy nhỏ hơn rất nhiều so với bản báo cáo trước kia. Như vậy, hóa ra, hiệu ứng Dunning-Kruger không chỉ kém tin cậy mà nó còn được giới khoa học nhìn ra điều đó từ rất lâu rồi. Việc đại chúng chậm trễ hơn các chuyên gia là điều dễ hiểu và thông cảm được. Tuy nhiên, bây giờ các tài liệu tiếng Việt đã có bài giải ảo rồi, chính là bài này, thì cũng chính là lúc chúng ta nên đón nhận cái văn minh và tri thức và bước ra trở thành một phần của thế giới. Để tổng kết, đối với nhóm người coi hiệu ứng Dunning-Kruger như một vật trang sức trí tuệ hoặc một câu chửi trí tuệ thì hãy biết rằng, hiệu ứng Dunning-Kruger không cho thấy người kém tài tự đánh giá mình giỏi hơn chuyên gia khác, càng không cho thấy họ tự đánh giá mình giỏi hơn chuyên gia. Nó cho thấy người kém tài đánh giá bản thân cao hơn trung bình và cao hơn năng lực của họ trong thực tế. Nhưng so với người giỏi nhất trong thí nghiệm, họ luôn đánh giá bản thân thấp hơn. Còn việc họ đánh giá bản thân trên mức trung bình là mức 50% thì đó là hiện tượng có từ trước và xảy ra ở tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều có xu hướng đánh giá mình trên trung bình trong một nhóm đồng đẳng. Hiệu ứng Dunning-Kruger không chứng minh rằng người ngu không tự biết mình ngu. Thậm chí nhóm tác giả phải nói rõ điều này trong phần kết luận. Hiệu ứng Dunning-Kruger không hề có 4 giai đoạn, không hề có đỉnh núi, thung lũng, sườn đồi, cao nguyên gì hết. Vậy nên việc chửi xéo người khác đang ở giai đoạn nào về cơ bản là vô nghĩa. Đồng nhất người khác với đồ thị Dunning-Kruger cũng là vô nghĩa nốt. Nếu hiệu ứng Dunning-Kruger là có thực, thì chính nhóm người sử dụng nó để chửi xéo người khác là bằng chứng sống cho quan điểm, nếu có thật, rằng người ngu không tự biết là mình ngu. Rất có thể trong thực tế, có người kém tài nhưng tự cho mình giỏi hơn chuyên gia thật. Nhưng việc tìm ra họ và phân tích họ không liên quan đến hiệu ứng Dunning-Kruger. Và theo tôi biết thì tất cả ngành khoa học cho tới giờ chưa có công trình nào liên quan đến nhóm người ấy. Những ai thích tin rằng càng ngu càng tự tin thì có thể tiếp tục tin vào nó. Và vẫn có thể dùng câu nói đó để chửi nhau, nhưng họ chỉ cần biết rằng câu nói ấy không được hậu thuẫn bởi khoa học là được. Còn đối với những người thực sự quan tâm đến khoa học nói chung và hiệu ứng Dunning-Kruger nói riêng, không cần quan tâm đến hiệu ứng này nữa, bởi vì phương pháp nghiên cứu của nó quá nhiều nhiễu. Tuy nó hợp lệ theo chuẩn khoa học, nhưng nhiễu khiến cho kết luận của nó không đáng tin. Tôi không nói rằng công trình này là rác, ngược lại, nó là công trình khoa học thực thụ, nhưng phương pháp tồi khiến cho nó không đáng được quan tâm nữa. Nếu vẫn quan tâm về khả năng tự đánh giá của con người, anh chị nên bắt đầu với các nghiên cứu tôi dẫn trong chú thích hoặc chờ các nghiên cứu khác trong tương lai. Và vừa rồi là phân tích về quan điểm của tác giả Tonat về hiệu ứng Dunning-Kruger. Các bạn cảm thấy thế nào về bài viết này? Hãy để lại suy nghĩ trong phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Peace!